trong rừng rừng một hồi nâng thua ai cũng đang khó miền băng xa nào đợi thì mới ba chạp đám cả hôm cái đông trong một hồi hiểu vì tàu khơi mạnh mạnh luôn đang ba khơi thì ca tăng chất bóng là coi từng phì nâng ca phát hạt tổng rõ một đó cam cụ thường ngày này bà xôn nhau cho sân kiếp này ca bộ cụt cú này chun từ đầu vòng bốn tu tiên Brazil trên Campuchia bà hơi số máu côn mong ly số vắt bà nơi xa đó Amrik Obatom đó cai đồng trong mà đôi đờ lá vòng pro David Lea bà nơi Osali Obatom cai đồng trong mà đôi hà sắp đờ lá vòng Matsuki Stephenson bà nơi Stockholm bà rốt California Obatom đó cai đồng trong mà đôi bà phê đờ lá bà chân đi cứ nè Obatom bà cai đồng trong bà miên chết ơn và sắp ra cao và thông đi và đây cứ hãy cho thay cao của mình tỏ tiến và mùi mùi sợ tốt mới chơi đồ bà bột hội ây da hội plot cao đồng chong tốt mới chơi sẵn ra hơi mùi đai đồ bà bột hội và mùi tư mùi màu và dự khuyên ta cái lá của thằng Pip bốn kia thêm rồi đó mới chơi mà hồi hồi tôi châu bà cảnh tại châu mà bàn lọ cái đồng chóng đã châu mà vinh đã châu mà to thiết ok và viết đó bây giờ bây giờ một hồn xong rồi cái lạc của thằng Phi cái đồng chóng có mình chóng chanh cái đồng cần đáp đáy rồi bó bốn hồi đáy bốn hồi chóng khai luôn chứ không mình là dâu chứ cái đồng chóng ây da châu mà bà này thôi đẹp đốt nè miếng ca chú trật mới đại phát ôi ôi thẹn mà chơi được mình và cái đồng chóng đồng ca luôn chỗ tại phút hồi tuần mới chơi phát cái đồng chóng đồng ca mà to thiên tao biết chơi được sao mà toàn đăng thế và cho lo mũi chân chơi như đâu cái đồng chóng phút hồi sao được mình anh trai phút hồi tuần tu cho ra chứ không chẳng mấy ai chơi kia sai sang win anh nhà cái đá lục thiên rất nhảy cái lá cò và mà bác sọ ở bóng là cô thằng Pì thì lâu bằng đó và xô bóng bóng sơ mình chơi ở bóng sát tàu đó là cô thằng Pì lăng lăng đã châu mà to tiết mùi mùi xong là kè đồng chồng tốt xong cho mình kè đồng chồng đưa ta đồng cơ châu mùi mùi đã đây một hồi tu cho tốt chừng xa mùi ấy da lực chừng tục lực chừng mạnh mẽ như cà phê thì và dân bà cài đồng trong châu máu của ai mình ai vì dòng rộng bàn rồi có chọn cho nó nụ đài cài đồng trong dòng rộng bàn to tiến tốt ấy da dạng mấy mình đập đáy viên châu và chọc tức tìm mũi cho hai và sắp đáy bên trên và dòng rộng tình anh đi là đi tôi sẽ là cao của bàn to tiến châu tức tìm bì một hội kiều cài đồng trong cơ hồn mùi chừng chắc chừng chụp tốt xong tới mình và ăn miên ai to đây toàn thế mà chừng từ mà chừng máu một hồi còn mình chơi lo đến ô hồi bị cơ co nhà mày cài được trong viên cả đấy nhập lượng ăn đi mũi chơi của mình to thế là mình lên sai dòng viên tây ban phơi hộp tròn ấy nhá ăn ấy thế ông anh mình còn hộp chạy pra cả lá tây sạn đi chân này ở tây chia rừng lo xong ra khuôn kì xong ra chơi mình to thiên à toàn mình lên đây chơi thế xong ra cái lại có ba nhà mày hai để đua mũi chân ấy à cài đồng chân giang mây và thưa đôi chân này mình ai cho tôi vào bán mũi chân đua ba đây dạ giang này thật tv cắn đem miên chiếc có cao xâm lập cái lạc có thêm phí hai và thân ác cao của mình to bởi mất công bởi phí này mỗi đai đó bởi hồi tốt hai mươi chân tiến cài đồng chân tu chân tốt chân cao tại tốt xa xa cái đứa trong nơi ta xâm rốc thì lưu cụm cụ đồ bỏ kia ra đây giang mạch hai, giang mạch hai, giang mạch hai mùi chừng tốt chừng cao đồ bỏ được trong tốt xong đồ bây đồ bỏ bộ hồi và tốt tư chốt mau bây mất căn ta rừng thân cái là có được bị căn đề viên ớt sát đầy cầm lăng là chỗ cậy mùi bọc trong trong ca tốt xong và ấy ơi giang mạch và sná mất tay ơi ยังไม่ได้กลายดิบจังนะได้สมรรถเจ้าได้แล้วมาปริมันกระโปรงกลายแล้วปังเนี่ยตาดีไปเลยมาเมื่อมันทำเกินดียังไม่ฮ่าฮ่าฮ่า
ดูบันทึกบังกายรุ่มจอมปรากนับได้รอบอกกี้รอดซองเดินไปคนหอยจัดเจียงโจมกากายรุ่มจังไปเจอประตูแต้มนองยามไม่คนหอยจนมันใจหายจนมันใจหายจำมือนะสาวประมาณวิเนตีดีในกลางเทคนิคไก่มวยลอนนะระบอบปรยกายรุ่มจังสู้เจอร์กายรุ่มจังไอ้กายไปมันก็มันทอมนะกายรุ่มจังในใต้สำนักโจระได้สำนักมันทอที่ไทยมวยได้พี่ได้ช่วยสนามไอ้กายมันทอซองเดินไประบอบปรยโอ้โหกลาโก้ถึงปีปัจจุบันการชูเช็ดดาราแมนเทนมาวิ่งกลางกลางมาเทอร์ไอเนตโจสนานในที่นี้มาการไทยมาเมียนเทียบชูเช็ดดาราแมนมาอย่างไม่ให้มาส่งมาคันเตยอภิจูพ่อเลยซับบังปันเนตโจสนามาโจสนาการผู้ประตูทีมวยได้พอดระบอบปวดหอยการจองสมดกโจมรบมันต่อทีเลือกเชือกจับเชือกจบไอ้ไก่มวยล้อแมนเตนมวยไก่ยังไม่พ้นหุ่ยตัดมาเชิงซองจะไม่ได้จับตึกทีปีจงตึกไอ้ยะการรุมจองเฉลี่ยบานมาวินาทีจงตึกไปในสมองโอ้ชมฤกษ์ดอลอ่อบมพอดมาหอยสมองในเพียงเพียงนี่คืออบทอมเราต้องมีรางวัลอย่างเช้าปัจจุบันประเทศชนก็ได้เชนในโพชัยชายพองได้มาแล้วตัวสนามการคุณตึกทีไปมันต่อทีกระห้องการรุมจองคิวพ้นหุ่ยมายังไม่ใช่กลาโก้ถึงปีต้นไม่เชิงระบ่อเฮยกายดึงจังรบกันต้นไม่เชิงพอดีต้นซองด้วยจำเพลย์มวยรอจะรอมันต่อต้นซองมาเป็นทัพพลเฮยต้นชนะแต่อัตราหรอประมาณนี้กายดึงจังต้นจำพอดีเอาการระบ่อพลเฮยตรงโจมไอชนะเอาการบานในกายดึงจังจะกงเจ้าแรงโดยนี้กายโรยอับจงซองเวียนลูกทีนรัตน์กบตามกลาโก้ย่อจะกงหมอบอับจวบเทียกาเทียหยาการเงยกลาโก้ถึงปีอาสมบอบโอสเตอร์มิเชย์บอบโอซาโต้วากาลาโกยืนคลั่งคลั่งไปสมมิเชย์ทัดตัวแต่จอบการประกวดกูไอ้นี้เติบเนอร์สตีโอสเตอร์มิเชย์ตำหน้าการประกวดบาเขาเจ้าลังแก้รุ่งจังดูลบาดายปลดเอาค่ะตามไปมันดูละมันมันประเมินจิกาตัวเตยคลั่งระบอกกาลาโกปวดหัวตีแก้รุ่งจังรุ่งกระลุกลุ่นโจลบันเตยมาดองเขียนปวดหัวไปยาวไปแยงแมนเทนไปซาแต่แก้รุ่งจังมันแม่นเชื่อกลาโก้ทองมาด้านโนตีไอโก้กับรอดรองในนาได้เฮียนไฟกายรุมจังได้มาอย่างไม่ไอ้ได้โจมาต่อทีนอาการระบบปวดหอยกับฟองดำเนียนตอดมาต่อกายรุมจังรุมเกลือนโจระได้มารุมเกลือนโจย่างไม่หายมาจะรอเตยจะรอมาอย่างไม่ดาวโชว์มันต่อต้นมือเชิงต้นซองในใบอัตราดีบาปตัวเตยทอดมากันดับได้มือระบบการจองเวียนปีได้ตุ้มตูนตะลึงเตยมุกระบบปวดหอยต้มใบคมเดียดในนาปวดหอยทอยบังใจหายตู้โชว์ต้นมือเชิงอัตราการจองตู้โชว์ดาวเลิศดาวกระนำบาปลูกมวยทอยปวดหอยเมียนไปเนี่ยดาวมือได้มันต่อเดียดอย่างไม่ยายอเมียนไว้ใจอย่างนี้ปวดหอยผมเอาการจองเพิ่มชูเพลียงอย่างน่าเอาไอ้ดิการจองดาวครับตัวเชิงกระมือจะไอ้ยะโอ้โหตัวตะใบนี้ไอ้ตรอมานเทพุทโธเอาไอ้ดิจึงกุ้งมวยดีระบกการไก่มวยจำตะเกียมการจองสำรองโจมันต่อมวยได้ปีได้มันต่อเดือนยังไม่หายพุทโธยอดลดดูคนไอ้โอ้ยก้มตาดูก้มไอ้มาเจอระบกการจองเดือนมาบอมโบนสตีโอสเตมินเจย์ชราอันตัวสนามาสมโหกลางกลางบอมโบนสตีโอสเตมินเจย์แล้วมันต่อทีนี้จับกูนี่บอมโบนไอตัวสนาการประกวดในบีทีวีนิวส์แต่สายตัวปีสตีโอสเตมินเจย์ดาวโจกันดับได้จะเป็นสนามระบอกายรมจังตู้โจปรากระนาบได้จับตีมุกจับตึกตีใบละมองตึกตีบุญมาต่อทีนี้ระเบียงกายรุ่งจังจะมวยหนึ่งปวดหอยปวดหอยปวดสไลวงเกล้าบาดเจ็บคลับระบกีหอยปลากายไอ้ยาอัดไอ้เด้หอยท่าอัดไอ้เด้รุ่งจังบองเลยต่อติดดาโจมวยได้ดีระบกายรุ่งจังปวดหอยยังไม่หายมามวยได้จอมทองห้างคือเชี่ยท่าบองโอนในเพลงจันเตนหนึ่งอ่องกับพงศ์ตัวสนาปวดหอยไอ้บองโอนในปัตตมบองหนึ่งอ่องกับพงศ์ตัวสนา
កែរំចង់ក៏ដូចជាបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងគាំទ្រកីឡាករទាំងពីរមួយដៃរបស់កែរំចង់អីយ៉ាពុតហូចយ៉ាងម៉េចតើចូលពុតហូចស្ទើរយើងឃើញថាចុងទឹកទី3ពុតហូចហាក់ដូចជាវាមិនបានច្រើនបាទដើមទឹកនេះក៏ពុតហូចក៏បាក់ដែរកែរំចង់សម្រុកខ្លាំងខ្លាំងហើយទោះបីយ៉ាងណារសាពុតហូចតែហ៊ានមកប្រកួតជាមួយកែរំចង់បាទហើយក៏ធ្វើឲ្យកែរំចង់ប្រមាណចិត្តប្រមាណថ្ងៃទេមិនលោដែរមុនការប្រកួតដល់ចូលមកដល់ទុនមួយជើងអត់ត្រូវទេគាត់សងទៅវិញជើងក្រោមដកថយលឿនលឿនទៅចូលប្រើកែងដល់ចូលមកតទៀតមួយដៃពីរដៃរបស់កែរំចង់អីយ៉ាដកមួយជើងមួយដៃពីរដៃទៀតកែងមួយទុនមួយជើងរបស់កែរំចង់អូហូបងហុចឲ្យកែងដែរតែមិនអាចចូលគៀកគូគូតបានងាយងាយនោះទេគាត់មួយជើងក៏អត់ត្រូវទៀតកែរំចង់ដើរចូលច្រើនត្រូវច្រើនគាត់បន្តជើងក្រោមអីយ៉ៃຕົកជាប់ទេពុតហុចអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ពុតហុចហើយ2អូហូ3យ៉ាងម៉េចហើយ5 6ហ៊ានទៀតទេពុតហុច8ហើយហ៊ានទេតន់មួយជើង1កន្លែងនេះបន្តការប្រកួតទៀតបាទចំផ្លូវឈឺថែមមកដៃទៀតឥឡូវទស្សនាទឹកទី4តតជើងក្រោមបាទដល់ទឹកទេសម្រាប់កីឡាករពុរុយអាយ៉ាតតកោកែរំចំជាយមតតសងទៅវិញទៀតដល់ចូលតតជើងក្រោមបន្តតតខ្លាំងខ្លាំងវាយសងទៅវិញពុរុយដល់ចូលរត់មួយជើងផត់ពុរុយវាយច្រើនដែរតែត្រូវតិចតួចទៅលើគូប្រកួតបាទមួយជើងបាទអត់ត្រូវអត់មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពេលដែលវាយសម្បុកទៅលើកែវចង់សម្រាប់កីឡាករមង្គលឃីវហើយយ៉ាងម៉េចហើយមួយដៃចំចំនឹងហៅមួយទៀតអរគុណតស៊ីម៉ង់អន្ទ្រីពេជ្រនិងស៊ីម៉ង់អូតជម្រើសល្អបំផុតហើយបដរង្វាន់យ៉ាងច្រើនជូនទៅដល់អធិជនក៏ដូចជាដេប៉ូចាយចាយអាយ៉ាមួយជើងនេះរត់ជាលើកទី2យ៉ាងម៉េចហើយបុរយអមាញ់មិញចំពោះទឹក5 6អត់អីទេប្រហែលជាអាចដល់ទឹកបាទសម្រាប់កីឡាករបាទបាទមួយជើងនេះហើយបាទទឹកទី4រូបភាពយឺតមួយជើងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពុតហុចបាទអោនមកចុះបាទតែទៅយ៉ាងណាក៏ដោយអាចនឹងសមទឹកទៀតជួនតរអធិជនក៏ដូចជាដេប៉ូឆៃឆៃបាទសូមគោរពថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ក្រោយនៅស្ទីឌីយ៉ូស្ទឹងមានជ័យនៅមានការប្រកួតបាទពានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ទទួលបាយ័នភេទរង្វាន់51គីឡូក្រាមជុំទី2សម្រាប់ពូល A ឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយពុតហុចក៏សម្រុកចូលខ្លាំងដែរអីយ៉ាទឹកនេះពុតហុចជួចចូលស្ថានភាពបានប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាចបើធ្វើល្អបានប៉ុណ្ណឹងណានោះទេតែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយពុតហុចក៏បង្កើនការវាយរបស់គេទៅលើកែវរំចង់ដែរគាត់មួយជើងផាត់ទុតសងទៅវិញក៏អត់ត្រូវដូចគ្នាបាទសូមទីកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រឡងបាច់គុណបរាខ្មែរទទួលបាយ័នសូមយើងនៅទទួលបងប្អូនជាប្រទទាំងអស់បើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍រួមគ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើរចូលបន្តទៀតសម្រាប់ទុតជើងក្រោមមួយរបស់រំចង់រំចង់នៅតែសម្រុកទៅលើគូប្រកួតរបស់គេដដែលបរោះយ៉ាងម៉េចហើយដើរចូលបន្តិចថយមួយជើងរបស់បរោះថយដោយដើរទៅឲ្យការរំចង់វាយទៅលើផ្ទៃមុខសម្រាប់បរោះដល់ចូលបន្តទៀតលោកបានម្ដាយទៀតមួយជើងអូយចំកកតែស្រាលស្រាលមួយដៃពីរទៀតអត់អីទេដល់ចូលបាទកំពុងចូលឡើងបន្តមួយដៃផុតអីច្រកទៅមកដូចគ្នាទេកែរំចង់ដល់ចូលយ៉ាងខែងរ៉ែងដល់ថយបន្តិចសម្រាប់កីឡាករពុរុយមួយដៃផតអីយ៉ាអីយ៉ាមួយដៃទៀតរបស់អីយ៉ាពុរុយធ្វើបានល្អអមៃមៃតែមិនស្វ័យកែរំចង់ដាក់ចូលផតផតអត់ត្រូវគាត់សងទៅវិញទៀតមួយដៃផតដាក់ចូលសម្រុកអីយ៉ូយប្រាសនេះពិសេសតែធ្វើបានល្អតែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សរសើរកីឡាករពុរុយបាទដែលហ៊ានប្រកួតជាមួយកែរំចង់បាទកែងបោអំបញ្ញមិញនេះឡើងងើដែរបាទសម្រាប់កីឡាករបាទបង្គុលឃ្យូ
បាទនៅសល់ជាង40វិនាទីទៀតតែម្ដងនឹងចប់ទឹកទី5បាទមើលជើងពីរជើងបន្តអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយបាទស្រាលស្រាលមួយដៃពីរដៃបន្តមួយដៃមួយកែងផងទៅវិញបាទមួយកែងទៅមួយកែងមកអត់មានឲ្យលឺខ្វះទេបាទចូលបន្តទៀតបាទយ៉ាងម៉េចហើយច្រឡោច្រឡោបាទពេញថាការប្រកួតលេងសូវលេងសូវលឿនហើយបាទដល់សារចិត្តចាប់ទឹកជាង10វិនាទីទីតែម្ដងនឹងចាប់ទឹកទី5ហើយយើងអាចមើលឃើញអ្នកអរគ្នាតើការការវាយថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចហើយយើងពេលមុតអាចដឹងក្នុងចិត្តថារណាមានបន្ទុកបាទនាំមកនៅក្នុងការប្រកួតបាទចាប់ទឹកទី5ទៅហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងទីលោកអ្នកបានជ្រាបវាលទ្ធផលខ្លាំងដល់កីឡាករទាំងនេះណាមិនចាំពៀនទូទៅបាយុនសម្រាប់ការប្រកួតរវាងគូឯកទាំងពីរនេះទរទស្សនជនជាទីមេត្រីជាសូមអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញអាដាមស្នេហ៍ឯតែមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ក្រុមជ័យអាដាមឡើងមកលើសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញអាដាមស្នេហ៍ឯស៊ីមខំច័ន្ទរងបាទឡើងលើសង្វៀនអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញលោកទឹកថាវរិទ្ធអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍បាយវ័នមកឡើងលើសង្វៀនអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញបាទលោកមីលកាដូហើយក្រុមអញ្ជើញលោកវេតវុធីបាទតំណាងក្រុមជីមុងមកឡើងមកលើសង្វៀនរបស់យើងបាទដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលហើយនឹងជូនថវិកានិងពានដល់កីឡាករគូឯករបស់យើងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនផងដែរថាផលិតផលខ្ញុំបាទនឹងអានជូនបើសិនជាកីឡាករណានាំមុខ3ចៅក្រុមនោះកីឡាករឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិមុននឹងអានផលិតផលខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនជីបុងដែលបានសហការគ្នាជាមួយនឹងទូទូបាយ័នយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាបានបង្កើតកម្មវិធីប្រដាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងឃើញថាវត្តមានរបស់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាហើយនឹងគណៈអធិបតីទាំងអស់រួមជាមួយនឹងអគ្គនាយករងរបស់ទូទូបាយ័នក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលសម្រាប់គូឯកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលទ្ធផលបានមកដល់ដៃខ្ញុំបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតសូមអានជូនអំពីពិន្ទុរបស់អង្គចៅក្រមទាំង5ដែលបានផ្ដល់ពិន្ទុយ៉ាងសក្កិតជូនកីឡាករគូឯករបស់យើងអង្គចៅក្រមទី1គឺអង្គចៅក្រមជួនសំណាងហើយពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមកែរំចង់98ពិន្ទុជូនកីឡាករពុទ្ធហុចបង្គោលខៀវ96ពិន្ទុចៅក្រមទី2ចៅក្រមធុនសុធាហើយពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមកែវរំចង់98ពិន្ទុបង្គោលខៀវ94ពិន្ទុអង្គចៅក្រមទី3គឺអង្គចៅក្រមវ៉ែនសផលហើយពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមកែវរំចង់99ពិន្ទុពុទ្ធហុចបង្គោលខៀវ95ពិន្ទុដូច្នេះម្ចាស់ពានរង្វាន់បានត្រូវគឺកីឡាករកែវរំចង់បង្គោលក្រហមបាទយើងជាចូលបន្តទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងបាទអធិរមស្នេហ៍តែមើលបាទប្រធានសហព័ន្ធបាទប្រកលពានអនុសាវរីយ៍ជូនកីឡាករកែវរំចង់ម្ចាស់ពានអនុសាវរីយ៍របស់ទូទូបាយ័នហើយបន្តទៀតអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញលោកដិតថាវរិទ្ធអគ្គនាយករងទូទូបាយ័នប្រកលថាវិការរបស់ទូទូបាយ័នជូនទៅដល់អ្នកឈ្នះហើយនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមកសូមក្រុមអញ្ជើញបាទអ្នកឈ្នះបាទថាវិការរបស់ទូទូបាយ័នបាទបន្តទៀតសូមអារ៉ាប់ស៊ីមខាន់កាន់ត្រង់បាទប្រកលថាវិការជូនទៅដល់ពុទ្ធហុចទទួលបរាជ័យនៅក្នុងពេលនេះបាទសូមទះដៃអបអរសាទរដល់កងរំពងបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងបានឃើញហើយម្ចាស់ពានអនុសាវរីយ៍នឹងថាវិការកិត្តិយសរបស់ទូទូបាយ័នបានទៅលើកីឡាករកែវរំចង់ពីលើក្រុមការនេះក៏ថ្លែងអរគុណផងដែរដល់វត្តមានរបស់អាដាមស្នេហ៍ឯតែមើលនិងអាដាមស្នេហ៍ឯស៊ីមខាន់ចាំត្រង់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់និងលោកទឹកថាវរិទ្ធ